Thưa các anh chị, trong cuộc đời một con người chúng ta có ba câu hỏi lớn, đó là ta là ai, thế mạnh của ta đang ở đâu và sứ mệnh của ta là gì. Tất cả những người thành công trên thế giới này đều phải trả lời được ba câu hỏi này. Không ai thành công không ai thành công trên những sở đoản mà thành công dựa trên sở trường của mình. Chúng ta muốn đi đường thì chúng ta cần GPS. Chúng ta muốn lên rừng thì chúng ta cần la bàn. Và chúng ta muốn đi du lịch thì chúng ta cần bản đồ. Vậy thì chúng ta cần một kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Thấu hiểu được điều đó, khóa học trực tuyến Thấu Thiên Thời Đắc Tài Vận sẽ giúp các anh chị thực hiện được điều đó. Và sau đây chúng tôi xin mời sự chia sẻ của một diễn giả mà chúng ta rất khá là quen thuộc trong hai ngày hôm nay, trong 2 ngày vừa qua, đó là diễn giả thầy Kim Hải Đông. Thầy Kim Hải Đông là một nhà nghiên cứu về phong thủy và mệnh lý với 17 năm kinh nghiệm kết hợp với lại lý thuyết và thực tiễn. Và một lần nữa thầy lại đến với chúng ta trong buổi chia sẻ lần thứ ba. Đó là chúng ta đã có 2 buổi chia sẻ trước đây, đó là hiểu mình, hiểu vận, và ngày hôm nay là ngày thứ ba là hiểu người. Và một lần nữa xin thay mặt các anh chị em trong diễn đàn xin chào đón thầy Kim Hải Đông. Và các anh chị hãy cho thầy Kim Hải Đông một tràng pháo tay bằng cách là chúng ta đánh số 1 vào ô checkbox của mình đi ạ. Đầu Dạ, tiên trân trọng xin kính cảm mời ơn thầy. Dạ. MC đã giới thiệu tôi một rất là nhiệt tình và nồng hậu. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái nội dung cuối cùng của chủ đề Thấu Thiên Thời Đắc Tài Vận, đó là hiểu mình, hiểu vận, hiểu người. Chúng ta đã qua được bậc thang thứ nhất, bậc thang thứ hai và cuối cùng là bậc thang thứ ba. Trong cuộc sống chúng ta thì ai cũng cần có sự tương tác, tương tác với khách hàng, tương tác với bạn bè, tương tác người thân, tương tác với vợ chồng, con cái, vân vân và vân vân. Sự tương tác đó, nếu như chúng ta chưa hiểu được đối phương của mình thì một cái sự tương tác nó cũng gọi là chưa trọn vẹn mà chưa thấu đáo. Bởi vì sự tương tác đó nó có sự chúng ta tiên đó chúng ta đưa ra những cái suy luận. Và nếu như chúng ta đã biết được cái đối phương của mình tương tác ở một góc nào đó, một phần nào đó, thì sự tương tác nó sẽ thuận lợi hơn, nó tối ưu hơn và nó hài hòa hơn, nó đẹp hơn, nó giúp cho chúng ta có một cái sự thắt chặt cái sự tình cảm hơn, thấu hiểu nhau hơn. Thì cái việc để hiểu người nó rất quan trọng cho một con người nói chung. Ai cũng cần tương tác, cũng cần hiểu được cái người đối diện với mình là ai. Và nội dung ngày hôm nay là hiểu người. Tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái slide cho mọi người. Hôm nay mọi người có vẻ vô hơi bị chậm hơn mọi hôm ha. Để cho cái nội dung nó hấp dẫn, nó nhộn nhịp hơn, xin mời các anh chị cho tôi tiếp những con số 5 tương ứng cho thủy hỏa mộc kim thổ ạ. Cho nó vui lên ạ, nó nhộn nhịp lên, nó có một cái năng lượng tích cực để chúng ta chuẩn bị vào cái nội dung này ạ. Tôi cũng sẽ chờ một chút xíu, ít phút để mọi người vào đông đông, vì cái nội dung cái slide đầu tiên này rất quan trọng ạ, rất hay ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều những cái năng lượng tích cực đấy. Chúng ta có được năng lượng tích cực thì chúng ta sẽ có được vô lượng nha các anh chị. Khi có năng lượng thì sẽ có vô lượng. Khi có năng lượng mà có ngăn lượng là chuyện bình thường. Năng lượng mà phải có vô lượng. Ngày hôm nay thấy có một cái thiệp 20 tháng 10 này đẹp quá. Mời ban kỹ thuật giúp tôi mở mic ha. Tôi cần tương tác một vài cái câu hỏi nó có liên quan tới cái nội dung.
Trước tiên tôi xin mời cái em gì ở đây thấy dễ nhất gần nhất nè, là gì Đại Linh nè, mời em tương tác với tôi ạ. Mời ban kỹ thuật hỗ trợ tôi ạ. Cái sự tương tác này rất thú vị và nó có Yeah, liên quan tới cái chủ đề rồi. Chào em. Trong mỗi cuộc đời của chúng ta, ai cũng có thể đi ra đời làm việc, đi tương tác, là đi công việc, đi vân vân, nói tóm lại để đi giao tiếp. Em có từng gặp phải một người mà em mới gặp lần đầu, họ chưa giúp em cái gì hết, họ cũng chưa khen em cái gì hết, nhưng mà em nhìn cái mặt em thấy cảm tình. Em có từng gặp như vậy chưa? đã có. Rồi, cảm ơn em. Và ngược lại, em đã có từng gặp một người mà chưa nói em một câu nào hết, cũng chưa có sân si, hay là cũng chưa nói em một xấu, cũng chưa hại em, nhưng nhìn mặt vẫn thấy ghét. Em có từng gặp Có một người thầy. như vậy chưa? Dạ. Đấy. Thì cái việc đó muốn nói lên điều gì? Tại sao cái người chưa làm cái gì mình hết nhìn vẫn thấy có cảm tình, và một người cũng chưa làm gì mình hết nhưng mà thấy ghét? Từ đầu nó có. Theo em thì tại sao nó như vậy? Mời em tương tác. Dạ, theo em thì giống như là cái cảm giác đầu tiên mà mình nhìn thấy những cái hành vi hay là cái gương mặt hay cái gì đó nó hiện lên mà mình cảm thấy là nó phù hợp, nó phù hợp, hoặc là mình cảm thấy rằng là mình thấy nó rất là dễ mến, dễ gần á, thì mình thấy rất là người ta không làm gì mình hết. Nhưng mà có thể, nói chung em chia sẻ thẳng công việc của em, khi mà em làm nhân sự, khi em gặp một vài ứng viên á, có thể trong vòng 3 phút đầu em thấy là chắc chắn cái vị trí này phù hợp với bạn. Nhưng có những Hay vị quá. trí mà em gặp và em nhìn thấy rằng là coi dù nói thêm 3 phút nữa hay 5 phút nữa thì em cũng khẳng định rằng là nó không có phù hợp. Cái giác Tuyệt quan của vời. mình tự. Dạ. Tuyệt vời quá. Vậy hôm nay anh nhìn có cái mặt em, anh nhìn thấy có thấy ghét không? À, cái này thú vị rồi đấy, bắt đầu thú vị rồi đấy. Đấy, bây giờ thử nói thật lòng đi ha, thật tâm nha. Nhìn cái mặt anh có mặt nhìn thấy chữ thấy ghét không? Đấy. Rất khó gần thầy. À, khó gần đúng không? Dạ. Ok, rất hay. Và hôm nay tôi nghe được câu này tôi rất vui. Vậy thì mình phải làm sao cho người ta gần mình? Vui là như thế, mình biết được cái mà thiếu của mình thì cái người đó mới là có trí tuệ. Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Biết là biết, không biết là không biết. Biết được Dạ. thứ mình chưa biết mới là người biết. Tức là tôi nhìn ra được cái tôi chưa biết, tức là cái mà hôm nay là tôi cảm nhận được là khó gần, thì tôi khắc phục cái đó. Mình biết được cái điều của mình biết là rất đơn giản, mình phải biết được cái điều mình chưa biết thì người đó mới thật sự là người biết. À, chia sẻ Có ha. Hôm ba qua vùng, cái dạ ba vùng ạ. sao Tôi biết là tôi biết, tôi biết là tôi không biết, và tôi không biết rằng là tôi không biết. ạ? Rất hay, rất hay, rất Dạ. thú vị. Em nói lại câu đầu tiên ạ. Câu đầu tiên anh nghe chưa rõ. Tôi biết là tôi biết. Rồi tiếp. Tôi biết là tôi không biết. À rồi, ok. Tôi không biết là tôi không biết. À, và cái mốc ở giữa là quan trọng nhất. Dạ. À, tôi biết là tôi không biết, nó cũng giống như câu nói của anh, biết là biết, Dạ. không biết là không biết. Biết được thứ mình chưa biết mới là người biết. Dạ. Hay quá, thú vị quá. Bữa nay được giao lưu trao đổi với một người quản trị nhân sự, làm người nhân sự, có những cái kinh nghiệm về nhìn người. Và cái nội dung của slide này, nội dung của cái hiểu người này là quan trọng, mà quan trọng nhất là cái slide này. Cho nên tôi cần chia sẻ. Vậy thì tôi sẽ giải thích tại sao mà gặp một người chưa làm gì hết mà có thiện cảm, mà gặp một người chưa làm gì hết nhưng vẫn thấy ghét. Còn tôi là thuộc dạng là khó gần. Ok, vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ làm sao cho tất cả những các anh chị trong phòng Zoom này dễ gần với tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ làm được việc này, hy vọng thôi nha, chứ chưa chắc làm được. Tại Dạ. vì nhân sinh quan của mỗi người khác nhau mà. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ tại sao mà chúng ta gặp cái người lần đầu nó có một cái cảm giác như vậy. Bởi vì mỗi con người chúng ta sẽ có một từ trường và một cái trường năng lượng khác nhau. Và cái trường năng lượng đó nó phát ra, nếu nó cùng tần số thì nó rất tốt, còn nó không cùng tần số là nó không có hợp với nhau. Đấy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được cái trường năng lượng đó
hợp với mình. Trên thế giới này có hai nước đã nghiên cứu cái này, đó là Mỹ và Nhật. Họ lấy một ly nước, họ đổ vào, sau đó họ cho một người có suy nghĩ tiêu cực phà vào cái ly nước đó, sau đó lấy cái ly nước đem vào cái phòng thí nghiệm và zoom nó lên, thì thấy được những con virus tiêu cực to đùng nó hiện lên. Và ngược lại, cho một người có suy nghĩ tích cực phà vô cái ly nước đó và đem vô cái phòng thí nghiệm zoom lên, thì nó sao ạ? Thì nó nguyên một con virus tích cực. Vậy thì nó lên con người mình, nó có một cái trường năng lượng nó phát ra, cho nên mình cảm nhận được tại sao mà một người chưa làm gì hết mà mình nhận thấy, thấy ghét, là cái trường năng lượng họ phát ra. Đây là giải thích dưới góc nhìn của khoa học, giải thích theo dưới góc nhìn của quyền học là mệnh A khắc mệnh B. Trong mệnh nó có ngũ hành tương sinh và tương khắc. Và thì trong mệnh nó có quý nhân phù trợ. Cái từ này là ông bà dân gian hay thường nói quý nhân phù trợ. Còn trong quyền học dùng cái từ đó là ngôi sao thiên ất quý nhân. Mà có ngôi sao thiên ất quý nhân chiếu mệnh thì gặp hung sẽ quá cát, luôn luôn giúp đỡ cho đường số. Khi người nào mà có ngôi sao thiên ất quý nhân chiếu mệnh là đã tốt. Trong quyền học nói chung, môn tử vi, tứ trụ, kinh dịch, ngôi sao thiên ất quý nhân là ngôi sao tốt nhất. Đó là lối giải thích thứ hai. Và tại sao cái người mà mình nhìn là thấy ghét, là trong mệnh gọi là khắc tinh, cái người này khắc người kia, người A khắc người B. Đó là lối giải thích về quyền học. Đầu tiên khoa học, quyền học, và lối giải thích thứ ba đó là theo tôn giáo. Là tiền kiếp anh hại tôi, và kiếp này tôi sinh lên tôi hại anh lại, cho nên tôi đứng đằng kia tôi gườm anh gườm tôi lại. Tiền kiếp anh giúp tôi, kiếp này tôi giúp anh lại. Vậy thì có ba hướng giải quyết, lộn xin lỗi, ba hướng giải thích. Hướng thứ nhất đó là về khoa học, thứ hai về quyền học, thứ ba về tôn giáo, để giải thích cái việc tại sao gặp một người mà nói như thế. Tiếp tục, tôi mời ban kỹ thuật hỗ trợ mở mic giùm tôi, nói tương tác với Minh Trang gì đây ạ? Cũng có một câu hỏi liên quan tới cái slide này. Alo, rồi, chào em Minh Trang nha. Chưa mở mic được. Ok, rồi, chào em. Có những người đang làm ăn bình thường, có một người bạn rủ cùng với nhau cùng làm một cái gì đó, một cơ sở hay một dự án hay một kế hoạch gì đó, đang làm ăn bình thường nha, nhưng có người bạn rủ làm ăn đùng một cái phát lên luôn, phát triển lên luôn. Hiện tại ở ngoài kia nó có trường hợp này không ạ? Có trường hợp này xảy ra như tôi nói không ạ? Đang làm ăn bình thường, có người bạn rủ đùng một phát lên mây luôn, có không ạ? Dạ có. Ok, rồi. Dạ. Trường hợp thứ hai, đang làm ăn bình thường, có một người bạn hay một người thân hay một đối tác rủ thôi, tôi với bạn bỏ tiền vô chạy một cái chiến dịch này, hoặc làm một cái dự án này, hay mua một miếng đất để đầu tư, đùng một cái phá sản luôn, có không ạ? Dạ cũng có. Thì từ đâu? Em nghĩ là từ đâu? Người đó hạp hay không hạp, giống như thầy mới chia sẻ hồi nãy, có nghĩa là nếu mà cái người hợp tác với mình cùng trường năng lượng của mình với mình á thì là hạp, còn nếu mà cái người hợp tác khác trường năng lượng với mình có thể thấp hơn thì nó sẽ kéo cái trường năng lượng của mình xuống thấp, dẫn đến phá sản, ví dụ như vậy. Dạ. Hay quá, cảm ơn. Xin lỗi, xin lỗi Minh Trang làm về cái ngành gì ạ? Chuyên môn ạ? Dạ, em làm về nhân sự. Còn là gặp nhân sự, cho nên có những cái suy luận rất là logic. Rồi, cảm ơn Minh Trang rất nhiều. Dạ. Thì thật sự nó là như thế.
tại sao mà tôi làm với người A tôi phát triển được, tôi thành đạt, và ngược lại tại sao tôi làm với người B mà tôi thất bại. Và tôi nói đơn giản, trong nhà có 5 anh em thôi, tại sao mà nói với người Úc thì hợp mà nói với người ở giữa không hợp? Là cái gì? Cái mệnh nó đã khắc rồi. À, tại sao vẫn giỏi? Tôi làm với cái người giỏi hơn, điều kiện tốt hơn, trí tuệ tốt hơn, mối quan hệ tốt hơn, tại sao thất bại? Nó đang có ở ngoài kia đầy hết cái chuyện này. Và tôi làm với một người này bình thường, nhưng đùng một cái tôi giàu lên luôn. Vì người đó là gì? Là quý nhân của cái người A, người B là quý nhân của người A, và người F là quý B, quý nhân của người D, thì giúp người đó phát triển. Nếu cái sự việc này không có thì ở xã hội không xảy ra các anh chị ạ. Nó đang xảy ra ngoài kia thì nó phải có. Và trong quyền học, thông qua năm tháng ngày giờ sinh thì có thể tiên đoán được cái người nào là quý nhân cho mình. Và việc đó tôi đã làm rất tốt trong một khoảng thời gian khá dài về cái việc này, và tôi đã có một cái sự trải nghiệm về nó. Tất cả những gì tôi chia sẻ với các anh chị, tôi nói đều có sự trải nghiệm và dẫn chứng và minh chứng. À, nếu chúng ta làm ăn, chúng ta có bốn tiếp người mà chúng ta phải gặp phải. À, tiếp người thứ nhất là ai? Là đối tác của chúng ta. Tiếp người thứ hai, đó là cổ đông trong công ty. Tiếp người thứ ba là trợ thủ đắc lực. Tiếp người thứ tư là nhân viên. Nếu một trong bốn người này mà là khắc tinh của chúng ta thì chúng ta sẽ tơi bời qua lạ. Một trong bốn nha, chứ không bao giờ có một lúc bốn người là khắc tinh nghe các anh chị. Tôi nói chỉ cần một trong bốn thôi. Nếu đối tác mà khắc tinh thì chúng ta thất bại. Nếu cổ đông công ty cũng thế, nếu trợ thủ cũng thế, nhân viên cũng thế. Vậy thì cái việc mà chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền để thành lập một cái công ty, bao nhiêu công sức mà chúng ta bỏ quên cái yếu tố này thì chúng ta thất bại, thì nó có đáng không các anh chị? À, và có những người thất bại vì cái vụ này, tôi gặp không biết bao nhiêu người trong 17 năm tôi tư vấn. Một người khách hàng của tôi mới đây không lâu, chừng nửa tháng thôi, tôi tư vấn qua Zoom. Thầy ơi, một đứa nhân viên của tôi xem như là anh em, nó khó khăn, tôi cưu mang, tôi giúp đỡ nó. Thậm chí tôi cho nhà của nó ở luôn. Vậy mà nó làm tôi phá sản hết. À, vậy thì nói lên điều gì? Cái người ở bên cạnh mình luôn luôn là một ẩn số. Chúng ta phải giải mã được cái ẩn số đó trước khi chúng ta chọn mặt gửi vàng. À, nếu chúng ta chưa giải mã được cái ẩn số đó thì chúng ta chọn mặt gửi vàng không tốt. Các anh chị có 100 người bạn chưa đủ. Chỉ cần một người kẻ thù thôi thì các anh chị sẽ tơi bời qua lá. 100 người bạn chưa đủ nha, chỉ cần một người thôi thì sẽ phá các anh chị tơi bời qua lá. Vậy thì cái việc mà chúng ta tìm cái người đó rất là quan trọng để chúng ta làm sao làm ăn với cái người có cơ hội giúp chúng ta thành công. Tôi lấy một ví dụ cụ thể nha. À, một hàng tính không hợp với Hạng Vũ nhưng lại hợp với Lưu Bang. À, một Lê Văn Diệt không hợp với vua Minh Mạng nhưng lại hợp với vua Gia Long. Cái này các anh chị lên Google mà search những thông tin khác thì một ngày chưa hết những cái thông tin như tôi vừa nói. Tại sao? Vì nó đang có thật. Một người gần đây nhất, đơn giản nhất, làm cho cái nền bóng đá Việt Nam có tiếng vang ở khu vực Đông Nam Á, châu Á, kể cả thế giới là ông Park Geun-seo. Ông Park Geun-seo xuất thân là gì? Là một trợ lý của huấn luyện viên Wood Kitting. Vậy thế mà qua Việt Nam một cái đưa đội tuyển Việt Nam
bao nhiêu thành công vang dội, mà từ trước tới giờ bao nhiêu vị huấn luyện viên của nước ngoài về không làm được việc đó. Vậy nói lên điều gì các anh chị? Chẳng lẽ ông Park Jin-seo này ông giỏi hơn những người khác sao? Xin thưa, về bằng cấp, về cái level, có những vị huấn luyện viên đã qua Việt Nam mình hơn ông Park Jin-seo. Vậy chứ mà không thành công đội tuyển Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì những vị huấn luyện viên đó không hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và không hợp với những cầu thủ của Việt Nam. Vậy thì cái việc mà chúng ta tìm một cái người hợp nó không hề đơn giản anh chị. Tất cả những sự thành công của chúng ta đều có sự cộng hưởng. Tôi nói đơn giản nhất trong nhóm bạn của các anh chị thôi. Sẽ có những người bạn các anh chị nói chuyện không hợp nhưng vẫn là bạn, vẫn chơi với một cái mối quan hệ chung với một lớp hay gì đó. Nhưng có những người các anh chị nói rất hợp, tâm đầu ý hợp. Nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ cái mệnh sinh và khắc. Nhưng chúng ta không có tìm hiểu về mệnh lý thì chúng ta nghĩ nó là nó cái gì đó tính cách không hợp với nhau. Không phải như vậy. Các anh chị cứ suy nghĩ đi, có những tính cách nó tựa tựa như nhau. Vậy thế mà hai người có tính cách tựa tựa như nhau luôn, nhưng một người chúng ta chơi thì hợp, một người không hợp. Chúng ta nói ra thôi là bác qua mọi ý kiến của chúng ta liền. Mấu chốt là nó nằm ở chỗ gì? Ở chỗ ngôi sao thiên ấn quý nhân và khắc tinh của mình mà mình không biết được. Các anh chị làm doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị con người, nếu các anh chị không biết được những việc này, các anh chị vẫn quản trị nhân sự được. Thế nhưng các anh chị quản trị nhân sự bằng gì? Bằng kinh nghiệm của các anh chị, bằng trí tuệ của các anh chị, một cái sự phán đoán đo lường. Còn nếu như các anh chị biết trước người này là A sẽ giúp mình thì hai cái nó sẽ khác nhau. Một cái là biết cốt lõi của sự việc nằm ở đâu và cái gốc nó ở chỗ nào, và một cái xử lý công việc bằng sự luận đoán, tiên đoán, phán đoán. Mà cái gì nó có chữ đoán thì nó có sự sai số. Dự báo thời tiết, dự báo dự đoán. Cái gì mà có chữ đoán là nó có sẽ sai số. Còn cái mà chúng ta đã biết rõ cái gốc của nó nằm ở đâu, cái cốt lõi của nó nằm ở đâu thì chúng ta xử lý công việc sẽ tốt hơn. Chúng ta không thể có một câu nói vui những bạn trẻ hay nói ra đường bây giờ là như chị em phụ nữ nhắm mắt đưa chân cho rồi, hơi đâu mà tính toán chi cho mệt. Câu này rất vui nhưng mà rất tai hại đó các anh chị. Khi chúng ta mà không tìm được cho mình một cái người đối tác thì chúng ta làm việc vẫn được, vẫn thành công đấy. Nhưng có đôi lúc chúng ta sẽ bị một cái vết rất nặng mà chúng ta không hiểu từ đâu. Ví dụ, cụ thể các anh chị ký một hợp đồng, gặp ngay một cái người khách mệnh mình thì nó sẽ tìm cách nó lừa mình. Đây là nói đối tác nha. Còn một nhân sự của mình mà khắc mệnh của mình rồi sao? Nó đâm sau lưng chiến sĩ, nó lấy thông tin này nó đưa qua đối tác của mình. Cho nên hồi nãy tôi nói một câu, cái người ở bên cạnh ta luôn luôn là một ẩn số. Chúng ta phải giải mã được cái ẩn số đó. Nhưng các anh chị không có cái công cụ về quyền học, chúng ta vẫn giải quyết được. Nhưng chúng ta giải quyết bằng cách là chúng ta dùng kinh nghiệm, trải nghiệm của thực tế để chúng ta đo lường. Và sự đo lường đó có lúc đúng lúc sai. Còn cái việc mà các anh chị biết 10-10 nó như vậy rồi thì nó như vậy, phải là như vậy. Rồi. Cái việc này tôi muốn gửi gắm các anh chị. Khi các anh chị làm quản trị nhân sự hoặc chúng ta là doanh nghiệp thì cái người mà đồng hành với chúng ta, cái người mà gọi là bốn cái đối tác như tôi nói, phải tìm được quý nhân cho mình. Như ngày hôm qua tôi có chia sẻ, Nguyễn Hiến Lê nói một câu là xung quanh ta là bạn của chúng ta thì sợ gì không có người giúp chúng ta. Nhưng xung quanh ta là quý nhân của chúng ta thì cái mức độ nó sẽ giúp chúng ta nhiều hơn, rất rất nhiều. Vì quý nhân là gì? Là cái người mà giúp chúng ta đi vô lúc gặp khó khăn. Trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những người là quý nhân. Chúng ta đi vào ngõ cụt, họ sẵn sàng
nắm kéo mình lên. Vô ảnh không cho thấy. Tại sao cái slide này? Nếu chúng ta tìm được quý nhân thì chúng ta sẽ được cây dù, nó che chở. Còn nếu gặp khách tinh thì các anh chị thấy cây gậy đó, cây gậy đang chờ. Mà cây gậy thì sao ạ? Một là sức tay gãi gọng, còn nặng quá là phơi tay ở chiến trường. Vậy thì chúng ta có cần tìm đối tác vàng cho mình không ạ? Có cần nhận biết đối tác vàng không các anh chị? Nếu có thì gõ cho tôi lên cái khung chat số 1 ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ha. Một lát hồi tôi sẽ chia sẻ với các anh chị làm thế nào để tìm được đối tác vàng. Bây giờ chúng ta qua cái slide này. Cái slide này rất quan trọng nha các anh chị, cho một đời người nói chung. Bất cứ người nào cũng cần cái slide này. Giống như cái mà đạo đức thực dụng và đạo đức kinh doanh á, để có vĩnh cửu và trường tồn. Vậy thì làm thế nào để mình khai sáng trí tuệ cho nhân viên? Mình muốn khai sáng trí tuệ cho nhân viên thì trước tiên bản thân mình phải có trí tuệ trước cái đã. Không có chuyện một người kém thông minh mà giúp cho một người thông minh. Không có chuyện mà người kém thông minh dạy cho người thông minh. Cái người phải có thông minh, có trí tuệ thì mới dạy cái người kém trí tuệ và thông minh hơn mình. Vậy thì cái việc muốn khai sáng cho nhân viên mình, việc đầu tiên phải khai sáng trí tuệ cho mình trước cái đó. Vậy câu hỏi đặt ra, làm thế nào để khai sáng được trí tuệ cho mình? Trí tuệ con người là vô hạn, chúng ta phải khai mở đến tận cùng. Vậy làm thế nào để khai mở trí tuệ đây? Một bộ não của con người có trí tuệ như sau. Một bộ não, khi chúng ta tư duy một vấn đề nào đó thì chúng ta tư duy đơn giản. Rồi sau đó chúng ta tư duy thông minh. Và cuối cùng chúng ta tư duy siêu nhiên. Nếu như chúng ta tư duy đơn giản mà nhảy trở thành siêu nhiên thì nó là ảo tưởng sức mạnh. Nó là mê tín, nó là dị đoan. Nó phải có cái mốc ở giữa, đó là thông minh. Từ thông minh mới trở thành siêu nhiên được. Để minh chứng cho việc này, các anh chị tìm mua những quyển sách của các nhà bác học thời thiếu niên, thời niên thiếu, thì các anh chị sẽ thấy được. Cụ thể nhất, tôi dẫn chứng một cụ thể, đó là nhà bác học Albert Einstein. Thời nhỏ, ngài đi học từ 1 tuổi tới 5 tuổi. Ngài tư duy đơn giản, có nghĩa là ngài hỏi cô giáo những cái việc rất bình thường, hỏi rất nhiều. Hỏi rất nhiều, thầy cô vẫn trả lời bình thường. Bắt đầu lớn lên chút xíu, từ lớp 7, từ lớp 5 tới lớp 7, thì bắt đầu tư duy gì ạ? Tư duy thông minh. Hỏi có câu trả lời được, có câu thầy cô không trả lời được. Bắt đầu nâng cấp nha. Từ lớp 7 cho tới lớp 10 là tư duy siêu nhiên. Hỏi chuyện trên trời dưới đất thầy cô không trả lời được. Vậy chuyện gì xảy ra các anh chị? Khi thầy cô không trả lời được câu hỏi của nhà bác học Albert Einstein, các anh chị biết chuyện gì xảy ra không các anh chị? Mời các anh chị tương tác ạ. Không trả lời được tư duy siêu nhiên. Và cuối cùng thì sao ạ? Bị đuổi học. Các anh chị, nhà bác học Albert Einstein bị đuổi học lớp 10. Và sau đó qua bên Đức học trở lại và thành tài. Cho tới lúc này thành tài luôn. Rõ ràng là phải có cái mốc từ đơn giản, thông minh rồi mới siêu nhiên.
Còn nhảy từ đơn giản, nhảy qua siêu nhiên là ảo tưởng sức mạnh nha các anh chị. Sau khi nhà bác học Albert Einstein chết, các nhà khoa học lấy bộ não của ngài đi thí nghiệm xem tại sao ngài thông minh như thế. Ban đầu mọi người cho rằng cái não to là não thông minh. Không phải vậy các anh chị. Cái não của nhà bác học Albert Einstein nhỏ hơn cái não của người bình thường. Tuy nhiên, nó nằm ở chỗ nào ạ? Ở các neuron thần kinh. Nó có sự liên kết các neuron thần kinh rất nhiều. Cái người thông minh là người có nhiều liên kết neuron thần kinh lại với nhau. Có hai vợ chồng của một nhà bác học thí nghiệm cái bộ não của nhà bác học Albert Einstein cả đời, hai người qua đời luôn, chưa tìm ra đáp án tại sao. Và những người sau này nữa mới tìm ra được đáp án là bộ não thông minh là có nhiều neuron thần kinh liên kết lại với nhau, chứ không phải cái não to. Và thì mỗi lần các nhà bác học thí nghiệm tư duy thì lúc đó neuron thần kinh nó liên kết lại với nhau. Vậy thì khi chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta nên tư duy đơn giản, sau đó chúng ta tư duy bao quát, nghĩa là thông minh đấy, tư duy bao quát, và cuối cùng chúng ta tư duy tới khi nào có được kết quả thì thôi. Và khi có được kết quả rồi chúng ta không dừng lại ở đó. Lưu ý nha các anh chị, khi có kết quả rồi không dừng lại ở đó, mà chúng ta khơi mở mong muốn rằng là ta có thể làm tốt hơn được nữa. Mấu chốt nằm ở chỗ này: dân tộc nào làm được việc này, dân tộc đó có trí tuệ hơn người. Và dân tộc làm được việc này đó là dân tộc Do Thái. Họ luôn luôn biết khơi gợi, thúc giục bản thân mình. Chứ không phải chúng ta làm rồi mà chúng ta cho là đủ rồi, tự cao tự mãn như vậy được rồi, là chúng ta không thể nào phát triển được trí tuệ. Các anh chị lưu ý nha. Chúng ta làm rồi thì chúng ta phải làm sao? Ta có thể làm tốt hơn được nữa. Mấu chốt là câu nói này: ta có thể làm tốt hơn được nữa. Làm như vậy để làm gì? Trí tuệ của chúng ta cứ mở ra. Quan trọng nha các anh chị, trí tuệ chúng ta mở ra. Vậy khi chúng ta làm một cái việc gì xong rồi, đủ rồi, nó thành công rồi, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải thúc giục bản thân mình là ta có thể làm tốt hơn được nữa, ta có thể làm hay hơn được nữa, ta có thể làm chặt chẽ hơn được nữa, ta có thể làm chi tiết hơn được nữa, ta có thể làm thấu đáo hơn được nữa, và ta có thể làm siêu nhiên hơn được nữa. Nó cứ phình ra thế này không. Còn nếu như chúng ta làm xong một việc gì đó, chúng ta nói như vậy là đủ rồi, xong rồi, được rồi, ok rồi, thì 10 năm sau nó chỉ có bao nhiêu đây thôi các anh chị, không phình ra được nữa, chỉ có nhiêu đây thôi. Khi cân một cái tạ lên 50 kg, kéo hoài như vậy thì chỉ 50 kg. Nhưng nếu lên 50 kg, chúng ta kéo một cái 52 kg, 53 kg, 55 kg, 60, thì cơ hội vô địch vận động viên thể hình là chuyện có thể xảy ra. Cụ thể là Lý Đức vào Phạm Nhân Mạnh đầu tiên cũng chỉ cần kéo vài chục ký thôi. Cái cơ bắp chúng ta hoạt động thì nó lên cơ, thì cái não của chúng ta cũng thế. Vấn đề là làm xong rồi như vậy đủ rồi là không được. Đủ rồi, được rồi, không bao giờ phát triển được. Vậy thì khi chúng ta làm rồi, chúng ta phải mở cái não mình cho nó phình ra, nó to ra nữa. Trí tuệ là vô hạn mà, chúng ta phải khai mở đến tận cùng. Vậy khi chúng ta làm một cái việc gì đó với một cái niềm đam mê mãnh liệt, với một tinh thần cầu thị tột cùng, với 100% năng lượng tích cực, vậy thì kết quả nó đến, chuyện gì xảy ra các anh chị? Đây mới đo nè. Khi kết quả nó đến thì chuyện gì xảy ra? Thì nó bùm như một quả bom nguyên tử,
À, chứ nó không nổ lách cha lách chách. À, chúng ta làm cái gì đó bằng một niềm đam mê mãnh liệt, với một tinh thần cầu thị tột cùng, với 100% năng lượng tích cực, thì nó kết quả nó diễn ra bùm, chứ không có nổ lách cha lách chách. Bởi vì sao? Bởi vì cái quả bom nguyên tử mà đánh trận ấy, khi mà nó nổ thì có nhiều chất phóng xạ và những mảnh kim loại nó ghim, nó sát thương địch tối ưu nhất có thể. Vậy thì cái quả bom nguyên tử của chúng ta nó bùm một cái, chuyện gì xảy ra các anh chị? À, chuyện gì xảy ra các anh chị? Thì những năng lượng tích cực đó nó sẽ thẩm thấu vào não của các anh chị, giúp cho các anh chị giỏi hơn, thông minh hơn và trí tuệ hơn. Có đúng không các anh chị? Nếu đúng cho tôi một tràng pháo tay. À, nhiều con số 3. À, nếu các anh chị cho rằng đó là một cái sự phát hiện, mời các anh chị cho tôi nhiều con số 3. À, còn chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta cứ như vậy, xong rồi, đủ rồi, được rồi, suốt cuộc đời chúng ta chỉ có bao nhiêu đây? Chị lưu ý nha, không thể nào phát triển được trí tuệ. Và thì khi các anh chị đã có được cái công thức vừa rồi tôi chia sẻ rồi, các anh chị đem về, các anh chị trao tặng lại cho vợ, cho con, cho người thân, cho bạn bè, cho tất cả những người các anh chị có cơ hội tiếp xúc trên cõi đời này, với một mong muốn là gì ạ? Tôi giúp cho dân tộc Việt Nam có trí tuệ tốt hơn hiện tại. Tôi không so sánh dân tộc Việt Nam với Do Thái hay bất cứ nước nào, mà tôi mong muốn dân tộc Việt Nam có trí tuệ tốt hơn hiện tại thông qua các anh chị với một công thức này. Nếu các anh chị làm được cái việc này mà nó không phát triển được trí tuệ, các anh chị lại đây nói cái gì tôi cũng thua, nói gì tôi cũng nghe hết. Nếu áp dụng bằng phương pháp này, chúng ta phải mở thì nó mới ra được, không mở là không bao giờ ra được. Cái não, tại sao những nhà bác học khoa học không có người nào mà cái vẻ mà nó đẹp, đa phần là gì? Tóc tai bù xù, mặt mày nhăn nhó là gì? Thí nghiệm nhiều. À, thí nghiệm nhiều, tư duy nhiều. Vậy thì cái neuron thần kinh nối lại với nhau, à, nó liên kết lại với nhau, thì lúc đó trí tuệ mới phát triển. Còn chúng ta làm cái gì thường thường như vậy, xong như vậy là được rồi, đủ rồi, vừa rồi. Chúng ta phải tư duy tưởng tượng nó mạnh ra. Nếu như con người mình không có sự tưởng tượng thì không có nền văn minh cho nhân loại. Cái sự tưởng tượng nó khủng khiếp ghê gớm tới cỡ nào cả. Trên đời này không có một phát minh gì nghĩ một phát ra liền được. Các anh chị có đồng ý với tôi không ạ? À? Nếu không có sự tưởng tượng, không có nền văn minh cho nhân loại, cứ làm tới vậy là được rồi, không phát triển nữa. Sự tưởng tượng đó nó giúp cho trí tuệ chúng ta đạt tới mức đỉnh cao, cao nhất, tột đỉnh. Còn chúng ta không tưởng tượng thì không bao giờ phát triển được. Bởi vì sao? Bởi vì quy lực của vũ trụ là âm, nó quan trọng và nó nguy hiểm hơn dương. Cái học thuyết này nó có 4.400 năm thời vua Phục Phục Hy. Các anh chị lên Google search học thuyết âm dương sẽ hiểu được câu nói của tôi. Những gì tôi chia sẻ đều có dẫn chứng. Âm luôn luôn quan trọng và nguy hiểm hơn dương. Âm là nội lực, dương là ngoại lực. Cái nội lực bên trong mình mới ghi gớm, còn ngoại lực là cái mới bắt đầu để chúng ta phát triển lên thôi. Bây giờ tại sao cái thời công nghệ 4.0 có quá nhiều thông tin, quá nhiều lớp học, học đủ thứ ấy, nhưng không phát triển được mình? Bởi vì sao? Bởi vì cái nội lực chưa đủ hấp thụ cái ngoại lực mà đi học tất cả các mọi thứ. Mỗi một diễn giả họ đều có cái hay và bao nhiêu năm tinh tâm huyết, họ cũng phải lên bờ xuống ruộng, họ trao dồi kiến thức họ mới được như vậy. Chỉ phốc chút mình học làm sao mình hấp thụ được hết? Bản thân cái nội lực của mình chưa đủ mà mình đi hấp thụ cái ngoại lực bên ngoài vào, bị bội thực kiến thức. Trong ngũ hành gọi là phản sinh và phản khắc. Ví dụ thủy sinh cho mộc, nhưng thủy mà vượng nhiều thì mộc sẽ sao à? Bị úng và trôi dạt, nhấn chìm luôn. Thủy sinh cho mộc là tốt đó, nhưng mà thủy nhiều, mộc không đủ lực thì sẽ bị trôi dạt. Cũng vậy, nội lực mình chưa đủ mà ở bên ngoài ngoại lực mình tấp vào, thế là xong. À,
Vậy để phát triển trí tuệ của con người, chúng ta phải tưởng tượng, chúng ta phải mở rộng ra. Làm lần này rồi chưa? Phải nữa. Các anh chị lưu ý, cái sự tưởng tượng của con người là khủng khiếp. Nếu không có sự tưởng tượng là không có nền văn minh, không có phát minh. Chỉ nghĩ ra như vậy là không bao giờ nó có một cái gì đó mà nó là ghê gớm được. Nghĩ ra rồi, phải từ cái nghĩ đó mới phát triển được. Sự tưởng tượng đấy, tư duy đấy, phải mở từ từ ra đấy. Cũng như một cái iPhone 4 và bây giờ cái 13. Nếu không có cái 4 làm sao có cái 13? Phải tư duy liên tục. Rồi, khi chúng ta đã có trí tuệ rồi thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu khai sáng và phát triển cho nhân viên. Mấu chốt là nằm ở chỗ này. Tiếp tục, bây giờ chúng ta bắt đầu khai mở trí tuệ cho nhân viên. Vậy khai mở như sao? Ví dụ cụ thể, các anh chị làm một leader, một giám đốc hay một chủ tịch tập đoàn, kêu cô nhân viên mình lại thảo cho anh cái hợp đồng và lấy cái hợp đồng đó đi ký được. Nếu ký được với đối tác thành công rồi, kêu cái cô nhân viên đó lại, nói rằng đối tác đã khen cái hợp đồng này rất hài hòa, rất tốt, rất win-win, rất chặt chẽ, hai bên đều có lợi như nhau. Và cái chỗ này mới quan trọng nè. Tất cả các cổ đông trong công ty, tất cả cấp lãnh đạo khen em nức lời, anh rất hãnh diện vì em. Chết cái câu nói này. Anh rất hãnh diện vì em. Tuy nhiên anh biết em có thể làm tốt hơn được nữa. Bây giờ anh giữ cái mẫu hợp đồng này, anh đã ký với tất cả các đối tác, đây là mẫu. Em về em nghĩ ra được cái hợp đồng nào mà nó tốt hơn cái này nữa, em làm xong gửi cho anh. Anh biết em có thể làm tốt hơn cái hợp đồng này nữa. Cái anh giám đốc nào nói được như vậy, cái cô nhân viên đó về một tầng chưa hết vui, nhìn vô kiến chỉ cười. Và trong đầu chỉ nghĩ một việc duy nhất, đó là làm thế nào để soạn được một cái bản hợp đồng tốt hơn cái hiện tại. Đây là nghệ thuật khen người gián tiếp, thiệt kỹ của khen người, để khai mở trí tuệ của một con người. Bởi vì sao? Bởi vì không phải một người khen, mà một tập thể khen, một cộng đồng khen. Nếu như các anh chị ngồi trong phòng Zoom này, các anh chị nổi tiếng ở một phường, rất bình thường, không có gì hết. Các anh chị nổi tiếng một quận, rất bình thường. Các anh chị nổi tiếng một quốc gia cũng rất bình thường. Nhưng nếu các anh chị nổi tiếng cả thế giới, nó khác à? Vậy thì cái cô nhân viên này nó nổi tiếng với một trong dân sự, hay nó nổi tiếng cả một tập thể các anh chị? Đối tác đã khen em cái hợp đồng này rất hài hòa. Đối tác nha, một người. Tất cả các cổ đông trong công ty và cấp lãnh đạo khen em nức lời, anh rất hãnh diện vì em. Chết cái câu nói này. Còn nếu như một cái người giám đốc bình thường, cái hợp đồng này em làm tốt quá, ký được rồi, chiều nay anh em mình đi karaoke, đi ăn lẩu. Câu nói này ai cũng có thể làm được. Nhưng để nói như cái vấn đề vừa rồi, ít khi ai nói được. Vì thường con người mình luôn luôn nói về mình, muốn mình giỏi, mình tốt hơn người, không trân quý cái công sức của người khác, không nâng người khác lên vì sợ người ta hơn mình. Đó là một cái bản năng thường thường của con người. Còn phương pháp của tôi là gì? Giúp cho người đó hơn, đưa người đó lên. Để chi? Để cho họ có thể phát triển tối ưu trí tuệ của họ. Vì trí tuệ của con người là vô hạn mà, chúng ta phải khai mở đến tận cùng. Nếu chúng ta không khai mở thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được. Cứ to đó là đứng vừa. Mấu chốt là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải khai mở đến tận cùng. Và cái quan trọng nhất trong cái lĩnh vực mà khen để kích thích não của một người khác,
để cho người đó phát triển trí tuệ là phải khen một tập thể và phải khen gián tiếp. Còn mình khen trực tiếp thì đôi lúc cái sự đó nó chưa có đạt cao lắm. Vì thông qua mình mà mình người khác khen vào thì cái người được khen á, họ cảm nhận được cái giá trị của họ. Không những mà mình khen mà tất cả mọi người khen. Đó là cái nghệ thuật khen gián tiếp và khen một tập thể. Để làm gì? Để giúp cho nhân viên mình nó khai mở trí tuệ. Tôi có một cái lớp dạy rồi kỹ năng giao tiếp. Thường thường mọi người dạy giao tiếp là gì? Dạy nói làm sao để giỏi, nói hay. Tôi không dạy như thế. Tôi dạy nói làm sao cho người ta quý, người ta mến, người ta thương thì người ta sẽ giúp mình. Tôi không dạy nói hay. Mà khi các anh chị đã nói mà cho người ta quý, người ta mến thì không có lý do gì không có hay được. Vấn đề là không muốn nói. Còn một người đã nói hay chưa chắc người ta quý, người ta mến, dù có dùng mỹ từ. Tôi nói với những người mà học tôi là phải nói chuyện bằng ngôn từ, bằng ngôn ngữ của trái tim và bằng ngôn ngữ của tấm lòng, bằng ngôn ngữ của tâm để truyền được tâm. Thì cái việc mà để khai sáng trí tuệ của con người, để giúp nhân viên mình cần lắm một tấm lòng, một trái tim, một cái tâm trong sáng và cao quý. Và chúng ta có một cái nghệ thuật để chúng ta giúp đỡ cho người khác phát triển. Cái slide này nó là muốn nói lên cái việc này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái slide này ạ. Chúng ta thiết lập quý nhân. Thiết lập quý nhân cho mình. Để thiết lập quý nhân cho mình, chúng ta phải làm những việc sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải biết được cái nghề của mình là cái nghề gì mà nó hợp với mệnh. Trước tiên, như cái slide đầu tiên, cái buổi đầu tiên, chúng ta quan hệ với cái nhóm người cùng với cái ngành của mình. Ví dụ làm bất động sản thì sẽ vì sao kết nối với dân bất động sản, toàn là người bất động sản không, với chủ đầu tư. Còn làm nhân sự thì liên quan tới con người, liên quan tới những cái ngành nghề. Còn làm về kế toán thì liên quan tới gì ạ? Thế, liên quan tới những cái người thế. Vậy thì chúng ta thiết lập những mối quan hệ đó. Như vậy đủ chưa các anh chị? Chưa đủ các anh chị ạ. Cái này mới là cái vấn đề. Phải tìm cho bằng được quý nhân của mình là ai. Trong một dàn cái nhóm người mà cùng cái ngành của mình, lọc tiếp cái bước thứ hai mới là bước quan trọng nhất. Những cái nhóm người đó là quý nhân của mình thì cái cơ hội giúp mình nó rất thành công. Cái khả năng thành công nó rất cao. Anh chị ha. Đầu tiên là chúng ta kết nối, thiết lập mối quan hệ với những người cùng với cái ngành của mình. Như vậy bình thường là tạm ổn rồi. Nhưng cái level cao, cái bước thứ hai, phải tìm được quý nhân cho mình như thế nào, là ai. Chúng ta bắt đầu lọc những cái người đó ra. Giống như cái quý nhân của mình mà mình làm nghề A mà bên đó làm nghề B thì cũng khó giúp mình. Và một lát hồi tôi sẽ chia sẻ một cái công thức để tìm được quý nhân cho mình, cho các anh chị cùng biết cuối chương trình. Cái công thức để các anh chị tìm được quý nhân cũng như tìm được đối tác vàng cho mình. Rồi, cái việc mà chúng ta thiết lập như vậy, chúng ta có những cái lợi là gì? Chúng ta phân ra được cái nhóm người nào nó có tiềm năng, khách hàng tiềm năng, quý nhân tiềm năng. Còn nếu như chúng ta không có thiết lập được những cái nhóm người mà cùng với ngành nghề của mình á, thì chúng ta cái khả năng thành công nó thấp hơn cái việc mà chúng ta thiết lập cái nhóm người cùng ngành nghề với mình. Và cái đỉnh nhất là gì? Là tìm được quý nhân trong cái mối quan hệ đó, rồi để ở đó chúng ta giao tiếp. Một chút là nằm ở đây ha. Rồi, cái thiết lập quý nhân này là chỉ hai vấn đề thôi. Quý nhân là gì? Là khi chúng ta rơi xuống vực, có người nắm kéo chúng ta lên.
À, các anh chị lưu ý nha, khi chúng ta rơi cũng vực, có người nắm kéo chúng ta lên, đó là quý nhân, tức là trong mệnh lý gọi là sao thiên ác quý nhân. Và cuối cùng cái này là cái những người làm nhân sự hoặc những doanh nghiệp ai cũng cần cái này hết, dụng nhân như dụng mộc. Nếu chọn đúng thổ nhưỡng sẽ trở thành thần dược. Thần dược đây rồi, hôm qua có cái chị mà hỏi cái câu mà gần hết á, hôm nay tôi sẽ trả lời về cái câu nói đó và phân tích cái này cho các anh chị thấy nha. À, trong mỗi người chúng ta đều có một tính cách khác nhau, không ai giống ai hết. Vậy cái người quản trị nhân sự phải biết được tính cách của con người đó chính xác tới mức tối ưu nhất có thể. Còn nếu mà chưa có chính xác thì nó là một cái gì đó lơ mơ. Ví dụ cái người này là có tính cách về hành thủy, có tính cách về hành thổ, có tính cách về hành mộc, có tính cách về hành quả, thì mỗi tính cách đó nó có cái tính cách gì, tôi sẽ phân tích cho các anh chị. Ví dụ người có tính cách quả là hay nói nhiều. Các anh chị làm trong một cái team thấy cái người nào nói chi lia là các anh chị biết vượng quả rồi đó. Bởi vì sao? Quả là nó trái lớn. À, mà nó trái thì sẽ cháy lan. Khi nào nó gặp thủy khắc chế nó lại, nó dập tắt nó thì nó mới im, còn không là nó cứ cháy lan. Và người hành quả trong ngũ thường nhân lễ nghĩa trí tín thì quả chủ về lễ. Cho nên họ nói nhiều nhưng cái tâm của họ luôn trong sáng, không bao giờ có thâm hiểm. Họ luôn luôn mang sự ấm áp cho người khác, thích chia sẻ. Các anh chị lưu ý nha, người hành quả quả vượng là thích chia sẻ, mang lại ấm áp cho người khác. Nhưng một khuyết điểm lớn nhất là gì? Là hay bị cháy lan. Quả vượng quá thì nó chí lia. Mời ban kỹ thuật hỗ trợ mở mic cho tôi với Minh Trang, tại vô tình cái em này biết làm nhân sự nên tôi tương tác vấn đề này rất hay ạ. Mời ban kỹ thuật hỗ trợ với tôi. Rồi Dạ, em mời. rồi, chào em. Em có khi mà em làm nhân sự đông á, trong một cái team em á, có bao giờ em gặp một người mà nói nhiều không, trong trong tất cả dù 10 bạn đi, có một bạn nói rất nhiều, em có gặp qua chưa? Dạ có. Tôi tin rằng trong tất cả một cái team bất kỳ đều phải có một người như thế. À, vì Có con khi người cũng mình nó đúng hơn đúng, có khi hơn hơn thì một cái cũng đó có. đúng chính xác. Đấy, rồi bây giờ nếu như cái bạn đó bạn giỏi về chuyên môn, chẳng lẽ chúng ta không sử dụng bạn sao? Uổng quá, đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng như thế nào? Những người vượng quả là những người giỏi về cái gì? Truyền lửa. Có thể dùng cái từ gọi là giáo sư năng lượng được, nếu chúng ta biết uốn nắn. Những bậc thầy truyền lửa ở trên thế giới và ở Việt Nam diễn giả đều có tố chất là hành quả trong người. Vì lửa ánh sáng là mang ấm áp cho người khác, cho nên truyền cho người ta một cái năng lượng tích cực. Còn một năng lượng tiêu cực là gì? Gây hấn, đốt nhà người ta. À, nó đều có tích cực và tiêu cực nha. Có đúng không Minh Trang ạ? À? Dạ em cũng hành 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 hỏa đó thầy, thiên thượng hỏa đó thầy. Cái hỏa đó như tôi đã chia sẻ ngày đầu tiên đấy, không tính bằng cách đó, vì tính bằng cách đó nó không có giá trị thật. Vì cái người nào sinh bằng cái năm sinh giống em là đều có tốt xấu giống nhau hết, không đúng. Để biết em là cái hành gì thì phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh. Và một lát hồi tôi sẽ xem dẫn chứng tính cách từng người để tôi cho các anh chị tham khảo, cũng như là xem thử cái việc mà biết được cái hành của tính cách một con người nó có lợi không trong vấn đề quản trị nhân sự. Ừ. Vậy thì khi chúng ta gặp một cái người quả đó thì bây giờ nếu như theo em á, em không có biết quyền học giống như tôi thì em xử lý như thế nào nếu gặp một cái người mà vượng quả như thế, nói nhiều như thế?
Tức là trong Em trong nghĩ trong cái việc mà quản 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 trị nhân sự của em á, thì em xử lý như thế nào? theo như em quan sát á, thì chắc chắn á, nếu mà những người đó chắc chắn họ sẽ có một cái ưu điểm nào đó cũng rất đặc biệt. Ví dụ nếu mà nói nhiều nó cũng có mặt mặt mạnh là giao tiếp tốt. Đôi khi là nhiều quá thì sao ta? Nhiều quá thì sao? Nhiều quá là không nói được luôn hả? Hay thế nào? Ok. Rồi, chắc có thể một cái phút chút trong này em chưa nhận ra, nhưng em có một cái ý nói rất đúng. Người vượng quả giao tiếp rất tốt. Và tôi sẽ phân tích nha, về chuyên môn rồi em sẽ cảm nhận coi em đã có từng gặp những người như tôi nói chưa. Cái người vượng quả là có khả năng giao tiếp tốt, mà cái khả năng giao tiếp tốt mới chiếm được 50% thôi. Cái này mới là cái hay nhất của người quả. Họ có khả năng thấu cảm được người đối diện. Bởi vì sao? Họ nói chuyện bằng cái tấm lòng chân thật. Anh chị cứ đi hỏi hết một cái người mà nói nhiều có bao giờ thâm không? Người ta luôn luôn thích cái người nói nhiều bởi vì cái tính thật ở trong đó. Đúng Còn rồi. cái người mà không nói mà ghìm ghìm á, nói câu nào chắc câu đó. À, nó móc hết túi tiền của mình không biết. Nó đốt cái nhà cũng không biết luôn. Nhưng người quả, vượng quả không bao giờ làm việc đó. À, cái người vượng quả có khả năng thấu cảm được người đối diện. Tại sao? Hồi nãy tôi vừa nói những diễn giả phải có là người vượng quả. Vì họ hiểu được tâm lý của mọi người đang ngồi ở dưới. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng người hành quả thì chúng ta làm thế nào? À, trong một công ty, nó luôn luôn không bao giờ có một cái công năng hết. Nó có phòng ban khác nhau và mỗi phòng ban đó mang tính chất của một hành khác nhau. Vậy thì thầy ơi, làm sao để biết tính cách của mình thuộc hành gì? Thì một chút sẽ biết. À, đây là slide cuối cùng mà. À, một chút sẽ biết. Tôi sẽ nói hôm nay tôi sẽ xem về tính cách. Hôm qua là tôi xem về hạn, thì tôi chỉ xem hạn thôi. Hôm nay xem về tính cách. Và giờ tôi sẽ phân tích cho mọi người cùng tìm hiểu ha. Thì cái người vượng quả đó, họ có khả năng gì? Đi mở mang bờ cõi, đi tiền trạm rất tuyệt vời. Khi bây giờ một cái người đại diện cho công ty đi nói chuyện với một người mà với cái tấm lòng chân thật thấu cảm được đối phương thì tốt không các anh chị? Nhưng Dạ. và nhưng cái người này nói nhiều, mình đã biết người này nói nhiều rồi thì phải có gì phương pháp để hạn chế cái nói nhiều đó lại. Không lý do gì mình biết rồi mình không hạn chế mà để cho nó bung lụa. Vậy thì sao? Mỗi ngày tru rèn. À, tru rèn về ngôn từ. Đây là tác động bằng sự tương tác. Còn bây giờ tôi tác động bằng quyền học nha. Đây là điều vi diệu. Cái người vượng quả nói lách cha lách chách thì đôi lúc làm cái tim mình rối đội hình lên. Bây giờ giúp cho bạn đó chỉnh chu về ngôn từ để đặt đúng vị trí của bạn đó, cái thế mạnh của bạn đó. Đặt cái bàn làm việc của bạn đó nằm trên phương vị thủy. À, trong một cái nhà bốn phương tám hướng thì nó sẽ có ngũ hành ở trong đó hết. Một cung 45 độ và trong 45 độ nó có ba sơn, mỗi một sơn 15 độ nữa. Tức là nó 8 cung thì nó sẽ thành 360 độ. Vậy thì cái cung 45 độ đó thuộc hành thủy phải không? Đặt cái bàn lên ngồi ngay cái phương vị thủy là sao? Là thủy sẽ khắc quả, hãm cái tánh quả xuống, tức là không nói nhiều nữa. Đây mới có một thôi. Bước thứ hai, đặt trên bàn làm việc đó một cái hồ cá nho nhỏ, à hoặc một cái bát chậu nhỏ nhỏ như vậy nè, nó khoảng chừng bằng cái tô vậy đó, ra ngay chỗ mà bán cá cảnh đấy, mua về bỏ nước vô, mua những cái viên sỏi màu xanh đặt vô đó để cho nó trang trí đẹp thôi. À, hôm nay thấy em làm việc tháng này nhiệt tình quá, chị tặng mày một cái này trang trí đẹp nè, để bên cạnh đó cho tôi. À, nó đẹp lắm à.
nó trong và bỏ những cái viên sỏi xanh trong đó, nó rất long lanh, đẹp lắm. Mua thêm vài con cá nhựa nữa tuyệt vời. Còn nếu mà đã nuôi cá thật thì phải biết chăm. Nếu mà nuôi con cá chết thì nó không may mắn. À, nếu như tốt hơn nữa, tác dụng cao hơn nữa là gì? Đặt một cái hồ cá kế bên luôn. À, mà cái hồ cá đó để trang trí cho công ty luôn. Người ta bước vô người thấy cái hồ cá nó rất đẹp, và tôi đã có đặt rất nhiều cho những công ty về cái này. Còn cao cấp hơn nữa, đặt một cái hồ thủy sinh sát tường, hàng tháng có người bảo trì, không phải làm gì hết, rất đẹp. À, vậy thì nãy giờ có hai cách. Một là dùng cái phương vị cắt. Cái thứ hai, cái hồ nước, là hai yếu tố rồi đúng không? Bây giờ cái này là yếu tố chốt sale nè các anh chị. Yếu tố này rất thú vị nha. Bây giờ rất là thú vị. Kiếm cái người nào mà hành thủy, à, hoặc vượng thủy, ngồi kế bên đó, chỉ ngồi kế bên thôi, há cái miệng ra là cứng cái họng luôn, hắn nói. Trong quyền học có câu nói 3-1 không chọc cũng què. Ba hành thủy quất một phát làm sao phát triển được quả nổi. Đây là tôi nói cho vui thôi, không cần thiết phải ba đâu, chỉ cần hai thôi là đạt rồi. Chỉ cần cái phương vị thủy và cái hồ nước thôi là đủ hạn chế các bạn đó nói nhiều rồi. Rồi trong vấn đề đào tạo, mình nói khuyến khích bạn đó phải đừng nói nhiều nữa. Hoặc là mình có một cái cách gì đó tế nhị, mình code 1-1. Cái này không khó với một người làm quản trị nhân sự đâu. Vậy thì khi mình làm như vậy rồi, mình đặt cái bạn quả này đúng vào vị trí sở trường của bạn đó là gì? Truyền lửa cho đội nhóm và đi giao tiếp khi mở mang bà cõi. Vậy thì khi cái bạn đó bạn giao tiếp xong rồi, cái bước thứ hai là trong công ty thì sẽ có gì ạ? À? Có vấn đề đàm phán và thương lượng khi xảy ra sự cố phát sinh. Vậy thì làm gì? Mượn cái người nào vượng thủy để làm việc đó. Thủy là cái gì? Là một cái dòng sông. Nó là một cái chất lỏng mềm. Người thủy có khả năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục rất tuyệt vời, thu phục lòng người, đắc nhân tâm. Vì dòng sông nó luôn luôn cuốn lượng. Ví dụ các anh chị lấy một cái cà nước như thế này ha. Các anh chị đổ nước, đổ nước xuống đất coi cái hiện tiền gì xảy ra. Đất chứ không phải tôi nói gạch nha. Đất nó sẽ lon ra và nó thẩm thấu vô hết tất cả. Vậy nói lên điều gì? Cái người vượng thủy có thể luồn lách được tất cả các thứ. 10 người luật sư có 9 người dụng thần là thủy. Cái từ chuyên môn tôi gọi là dụng thần, mọi người hay gọi là mệnh đấy. Đây nè, tôi nói cái ngày đầu tiên bây giờ, hôm nay là cái ngày cuối y chang mà ổng tôi lập mà. Tôi nói là không tính bằng cái năm tháng một ngày vậy, năm sinh là hành gì, thì hôm nay có em này nói ngay thuộc hành quả nào. Cái ngày đầu tiên tôi có chia sẻ đó, tôi nói xong khang tiếng luôn mấy ngày trời, tới cái ngày cuối cùng tôi tắt máy là nhắn tin, thầy ơi em hành quả thì sao, bây giờ y chang phải không? Tôi nói có sai đâu, nó đã ăn vô cái não rồi. Đấy, tôi mới nói vừa hôm giờ lặp lại y chang nè. Đấy, tức là để biết được mình là cái hành gì, mình hợp với cái gì thì phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh, chứ không phải lấy một năm sinh mà tính. Cái từ đó hồi hôm trước tôi có chia sẻ, từ chuyên môn gọi là ngũ hành nạp âm, hai năm nó có một hành. Ví dụ như Sa Trung Thổ, Hải Trung Kim, Đại Long Mộc, Lưu Trượng Quả, Thiên Thượng Quả, vân vân và vân vân. Những cái này trong mệnh lý nó không có giá trị. Các anh chị thử tìm có một cái ông thầy nào mà lấy một năm sinh mà xem tổng quan được một đời người không? Là các anh chị biết nó có kết quả hay không liền. Cho nên cái hành quả này một cái điều rất tức là nó sự không có nghiên cứu kỹ, cho nên nó không có thấu đáo và tường tận. Rồi trở lại vấn đề, khi cái hành thủy thì chúng ta sử dụng của việc gì ạ? À? Việc đàm phán, thương lượng và thuyết phục. Vì thủy nó rất nhu mì, nó nhẹ nhàng và che đậy cảm xúc rất là tốt. Mấy luật sư có thương lượng, có cãi đàm phán được tốt không các anh chị? Cái gì cũng có điểm tích cực và tiêu cực. Hành thủy là chủ về trí trong nhân lễ nghĩa trí tính.
Vậy thì khi sử dụng hành thủy thì phải cẩn thận vì hành thủy rất là thâm. Giỏi thì sẽ dẫn tới thâm. Mấy luật sư có thâm không các anh chị? Luật sư tôi nghĩ chắc nó không thâm đâu. Nhưng mà nó chỉ có cái là nhẹ nhẹ thôi. Nó lấy tiền sạch chúng ta không biết. Không biết lấy bằng cách nào. Ừ, vậy đó, không có thâm, chỉ nhẹ nhẹ thôi. Tại vì nói vi chiếu với các anh chị như vậy, khi mà con người mình nó giỏi, có trí tuệ thì cái sự mà chúng tính toán nó sẽ hơn người bình thường. Cho nên là mình nói cái chữ thâm thì hơi quá. Tức là mình cứ nghĩ đơn giản là cái người giỏi thì khi mà họ tính cái chuyện gì mà tiêu cực là nó hơn cái người bình thường nó rất nhiều. Cho nên là khi chúng ta hiểu được từng cái người như thế, chúng ta sẽ sử dụng được từng yếu tố một. Hành thủy là chủ về trí, thương lượng, đàm phán, thuyết phục, nhẹ nhàng. Còn đi gọi là thấu cảm, đi mở mang bà cõi thì không bao giờ bằng thành quả hết. Vậy chúng ta phải sử dụng đúng mục đích. Rồi bây giờ tới hành thổ thì sao? Trong người, trong cái phòng Zoom này có một người hiện lên hành thổ rõ nhất, đó là anh MC. Từ diện mạo, từ giọng nói đều liên quan tới hành thổ. Các anh chị lưu ý, tôi vẫn có thể xem một cái giọng nói bằng tính cách được. Tôi xem cái này rất nhiều. Tại vì sao? Vì trong âm nhạc, trong thanh nhạc, trong cải lương đều có giọng mộc, giọng thổ, giọng quả. Trong cải lương và trong thanh nhạc đều có hết. Vậy thì khi cái người hành thổ thì chúng ta sử dụng vào mục đích gì ạ? Vào mục đích chi ly, chặt chẽ, tính toán, rạch khuôn, logic, lập kế hoạch, đưa ra lộ trình để đạt được kết quả thì hành thổ tuyệt diệu vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì hành thổ là nuôi dưỡng vạn vật trên trái đất. Vạn vật sống trên trái đất mà, thì hành thổ nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng thì sao? Phải biết cách tính toán, chi ly, chặt chẽ. Cái người mà hành thổ luôn luôn kỹ tính, làm việc gì, những con số tuyệt vời, lập kế hoạch, đưa ra chiến lược. Đó là hành thổ rất là tốt. Nhưng mà hành thổ có một khuyết điểm, kêu làm nhanh là không được. Kêu làm nhanh một cái hồi rối đội hình luôn. Vì trái đất mà nó đâu có dịch chuyển, nó chỉ có chuyển động ở trong lòng thôi, nó không có dịch chuyển. Tức là chuyển động trong não thôi. Làm cái gì từ từ chính xác, đòi hỏi sự chính xác chi ly thì hành thổ tuyệt vời. Rồi hành kim. Hành kim thì sao? Hành kim thì có khả năng truyền đạt thông tin. Truyền đạt thông tin một cách sắc sảo, rõ ràng, minh bạch và công bằng. Bởi vì kim loại, chúng ta lấy hai cây chúng ta gõ lại với nhau, nó có một cái tiếng vang ra. Nghe cái bon cụ thể nhất, dễ hình dung nhất, đó là cái chuông chùa và cái chuông nhà thờ. Gõ một cái nó có thể đi xa mấy cây số. Vậy thì tương ứng với cái người mà cái mệnh mà hành kim đó thì sao? Thì họ có khả năng truyền đạt thông tin rất sắc sảo, chính xác. Vậy thì trong công ty cũng có những người cần truyền đạt thông tin dự án A, dự án B xuống công trình. Vậy thì những cái leader nào mang tính chất truyền đạt thông tin thì phải chọn cái người có hành kim. Các anh chị lưu ý ha. Cái hành kim là có khả năng gì? Độc lập và tự lập ngay từ nhỏ. Bởi vì kim nó được sống trong lòng đất, được đốc bao bọc nuôi dưỡng, cho nên nó có tính độc lập rất cao và quyết đoán. Rồi cuối cùng là hành mộc. Hành mộc là hành làm cái gì cũng có tính sinh sôi nảy nở và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Làm là phải làm tới cùng, trong đầu không bao giờ có hai chữ buông xuôi. Trong một công ty cần cái người hành mộc để sinh sôi nảy nở. Và khi làm phong thủy trong một công ty, tôi set up luôn luôn phải có một phương vị, tôi kích cái chậu hoa lên đó. Nhưng cái chậu hoa đó phải đúng phương vị nha,
không phải chỗ nào cũng đạt được. Chúng ta đạt đúng phương vị. Vì sao? Vì mộc nó có sự sinh sôi nảy nở. Và nó làm gì? Nó làm luôn luôn nghiêng về nhân, tức là sống rất đức độ. Trong ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tính, hành mộc là nhân, hành quả là lễ, hành tổ là tính, hành kim là nghĩa, hành thủy là trí. Nhân lễ nghĩa trí tính, chúng ta phải để những cái hành đó đúng vị trí của nó thì chúng ta sẽ phát triển được cái việc quản trị nhân sự. Cái sự sinh cách của ngũ hành nó có hết. Thủy vượng quá thì cũng không tốt, thổ vượng quá thì cũng không tốt. Vậy thì chúng ta phải biết cách hạn chế những cái đó lại. Mà chúng ta muốn làm được như vậy, đặt chậu hoa giả có được không? Chậu hoa giả nó không có tác dụng rồi em ơi. Hàng trân này nè, lát hồi cuối chương trình chúng ta sẽ tương tác nhiều ha. Hôm nay tôi sẽ tương tác nhiều với các anh chị. Cây là phải cây thật. Để làm gì? Mình kích mọc trong công ty mà. Trong công ty thì cần có gì? Cái sinh sôi nảy nở, phải đặt đúng phương vị. Rồi thí dụ những cái phòng truyền thông, phòng truyền thông thì phải cần để chỗ nào à? Cần để những cái khu vực thủy. Thủy là một dòng sông mà, nó có sự lưu chuyển. Vậy thì chúng ta phải biết được từng người một như thế chúng ta sử dụng. Và nếu như cái người giỏi mà nó bị khắc chúng ta có hướng giải quyết. Thí dụ như nói là bây giờ mình là thủy đi, mà bên kia là thổ đi, khắc mình, thì mình không làm việc với người thổ đó, mình làm việc với cái người kim, thì cái người thổ buộc phải sinh cho người kim, người kim sinh cho mình là thủy. Bài toán là xong. Nhưng mình phải biết được cái gốc của nó nằm chỗ nào, cái cốt lõi của sự việc. Còn chúng ta phán đoán như các anh chị làm quản trị nhân sự thì theo tôi biết toàn là giải quyết bằng vấn đề tương tác, vấn đề kinh nghiệm, giải quyết sự việc quá nhiều thì nó cũng chuẩn thôi. Nhưng tất cả đều là sự phán đoán. Còn cái này là biết rõ ràng anh là thế này, anh đặt vô đây. Chào mừng bạn đến với dịch vụ giải pháp đào tạo, cổng kết nối đào tạo đội ngũ giảng viên cá nhân và công ty đào tạo nhằm cung cấp hình thức giải pháp đào tạo đa dạng, sự lựa chọn đến cho các cá nhân, tổ chức, Training Solution Social Group. Chúng tôi tiên phong trong việc kết nối những giảng viên, những tổ chức có những khóa đào tạo giá trị, mang đến sự lựa chọn nhiều hơn cho việc phát triển công việc và sự nghiệp của mọi người. Với các gói dịch vụ cho thuê giảng viên theo giờ, ngày, dự án, dịch vụ cung cấp giảng viên toàn thời gian, bán thời gian, theo giờ, theo ngày hoặc theo dự án, bạn sẽ được trao đổi và làm việc trực tiếp với chuyên gia đào tạo của chúng tôi với chi phí hợp lý nhất và tùy thương lượng trực tiếp với các giảng viên cá nhân từ cổng kết nối chuyên gia đào tạo của chúng tôi. Kết nối với các đơn vị đào tạo khác, chúng tôi kết nối với hơn 20 đơn vị đào tạo doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, sẵn sàng đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp. Hệ sinh thái cung cấp các khóa đào tạo online của cá nhân và doanh nghiệp đào tạo. Kế hoạch chuyển tiếp của chúng tôi là xây dựng trên một nền tảng e-learning từ kinh nghiệm thực chiến từ các lãnh đạo cấp cao và các tập đoàn lớn. Dự kiến chúng tôi sẽ tập hợp ít nhất 100 khóa học thực chiến để thêm sự lựa chọn trong việc phát triển kỹ năng công việc chuyên môn đến với từng nhân viên, cấp lãnh đạo cùng với mục tiêu phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mang đến cho bạn giải pháp lựa chọn hình thức giảng viên khác biệt và tận dụng nguồn giảng viên có kinh nghiệm thực chiến tại doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Chương trình đào tạo được may đo theo doanh nghiệp. Các chuyên gia đào tạo giao kinh nghiệm đến từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước và đam mê trong việc truyền tải những trải nghiệm thực tế, áp dụng thành công trong chính công việc của họ. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cá nhân và tổ chức đào tạo uy tín cùng đồng hành với giải pháp đào tạo cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra, kết hợp cùng với các khóa học vào mỗi tối thứ năm miễn phí hàng tuần là cộng đồng học tập Happy Leader Community, giúp đội ngũ của bạn có thể cùng trải với dòng chảy học tập suốt đời. Hãy tham gia và trở thành trainer Sasu Training và Happy Leader Community, đồng hành và cho nhau giá trị. Biết ơn quý khách hàng, hãy tiếp tục ủng hộ dịch vụ mới với nền kinh tế GIG của chúng tôi và tìm hiểu chúng tôi tại website training.sasugroup.com. Sasu Group hiện thực hóa giấc mơ về công việc chủ động và linh hoạt cho các chuyên gia, nơi hội tụ nhân tài và luân chuyển chất xám trên thị trường lao động.